Mệt rồi nha. Trên sông của ai vậy? Về bảo sao cánh ché tít rồi. Bình là sông thôi. Không biết phải sầm không để tí nó bẫy được mình rõ. Người chắc không phải sầm mọc. Nên cảnh thế dòng chùa phết nhỉ, còn bạch thành còn bạch thành thì mình lại cắm vào mồi chết rồi. Thành thế rồi, thế thôi. Nhờ ấy, vừa. Để qua là mùi, ghê thật. Sút à? Ừ. Sao nó cứ bay qua nhỉ? Đồng hành, tốt rất tốt rồi. Chết 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 chết. Ui dồi. Sao lại chui đằng đấy?
quay bố cái mặt đầu ngược nó hơi hơi chéo tí rồi. Ui bám vào lồng. Quỳ rồi. Chết à. Ở đây cái hướng đấy thì cái chỗ đấy nó không nhảy nhỉ. Lại bồng lồng. Xong hay. Chết rồi. Không, quay bên kia.